Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu đồng hành cùng nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc tại sân khấu Thiên Đăng. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu cho biết sẽ đồng hành cùng nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc ở sân khấu kịch sắp ra mắt. Sau khi rời sân khấu kịch Asia Cup, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã thành lập sân khấu kịch Thiên Đăng và thông báo lịch chính thức hoạt động là từ tháng 9 năm 2023. Sáng ngày 25 tháng 7, fanpage chính thức của sân khấu Thiên Đăng bất ngờ công bố thông tin nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu đã đồng ý đồng hành cùng đơn vị này trong những vở diễn sắp tới. Liên lạc với nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu để về thông tin trên, nghệ sĩ Gạo Cội xác nhận ông sẽ tiếp tục đồng hành với nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu cho biết, hiện tại ông chưa thể tiết lộ về vai diễn mới của mình nhưng rất vui và háo hức mong chờ. Vai diễn cũng như thông tin chi tiết về vở diễn thì tôi không thể nói, phần này là phải để bên phía ban giám đốc sân khấu chia sẻ, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu cho biết. Về việc tiếp tục gắn bó với nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc kể, tôi và anh Thành Lộc đã đi diễn cùng nhau gần 30 năm, trở thành cặp đôi ăn ý trên sân khấu và được đông đảo khán giả yêu mến. Tôi chỉ dám nói ở phần sân khấu kịch thôi, chưa có cặp đôi nào đồng hành lâu như vậy. Bây giờ, tiếp tục được đi cùng nhau, được đứng chung một sân khấu, điều này với riêng bản thân tôi là cái duyên, là sự hạnh phúc. Bên cạnh đó, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc cũng nói rằng ông vui vì sân khấu kịch Sài Gòn lại có thêm một điểm diễn uy tín, chất lượng. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu sinh năm 1966 trong một dòng họ có truyền thống về cải lương. Cha của nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu là nghệ sĩ Hữu Thình, mẹ là nghệ sĩ Thanh Lệ, bà nội là Nguyễn Thị Thơ, chủ đoàn hát Thanh Minh. Một trong năm gánh hát cải lương lớn nhất đất Sài Gòn. Năm 1985, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu tốt nghiệp trường nghệ thuật sân khấu 2, thành phố Hồ Chí Minh. Ông nổi tiếng với nhiều vai diễn trên sân khấu kịch như Nguyễn Trãi trong Bí mật vườn Lệ Chi, Nguyễn Lê Quốc Công trong Vua Thánh Triều Lê, Võ Công trong Tiên Nga, Lộ Quý trong Lôi Vũ. Bên cạnh đó, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu còn được khán giả nhớ đến bằng loạt vai diễn ấn tượng trong các vở kịch ngày xưa. Tại sân khấu kịch Asia Cup, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu và nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc là cặp bài chung được hàng ngàn khán giả yêu mến. Bằng lối diễn tung hứng nhịp nhàng, Hữu Châu, Thành Lộc đã tạo nên những sân khấu ngày xưa sống động, hài hước và tràn ngập tiếng cười.